Ba bước cơ bản để nuôi dưỡng sự tự tin trước khi bước vào bất cứ cuộc chơi nào. Thứ nhất, hãy tìm hiểu luật chơi. Muốn chơi trước tiên phải biết luật. Nếu đánh luật cũng không biết thì làm sao tự tin để chiến thắng, để bắt đầu chơi được. Thứ hai, nỗ lực luyện tập. Ví dụ, nếu các bạn không biết luật đá banh thì vào sân chắc chắn thua. Nhưng nếu hiểu luật rồi, vào sân cũng chưa chắc thắng, trừ khi các bạn luyện tập. Cuối cùng, tích lũy những chiến thắng nhỏ. Chúng ta không thể ngay tức thì mong đợi có được sự tự tin tuyệt đối để chinh phục những thử thách đỉnh cao được. Đừng đợi tới lúc mình biết hết tất cả những nguyên tắc bí quyết rồi mới bắt đầu luyện tập. Đó là việc rất là ngốc và mất thời gian. Thật nhanh nắm bắt những cái quy luật cơ bản, luyện tập và rồi áp dụng ngay vào những thử thách đơn giản, thắng vài lần là tự tin ngay và dùng sự tự tin đó để bước vào cuộc chơi lớn hơn. Nếu thắng, tự tin hơn, chơi lớn hơn nữa, còn thua, mình quay trở về hai bước đầu tiên, chuẩn bị thêm và rồi quay lại chiến đấu. Đây là ba bước cốt tủy để xây dựng sự tự tin.